Bọn họ biết anh ở đây làm vậy? Sao tôi biết được chứ? Nhảy đi. Chu Đình Sâm là người nổi tiếng lợi hại, chắc chắn cậu ta không dễ bỏ mạng gì đâu. Mau tìm mọi ngóc ngách cho tôi. Dạ. Đưa tờ chi phiếu đây. Số thư này tôi sẽ trả lại cho cô. Thật không ngờ Hắc Ân cũng chỉ là một kẻ hám của. Tôi không lấy nó cho bản thân, tôi cần nó cho các anh em và người dân Thượng Hải. Nếu cô không đưa tôi tờ 1 triệu này để tôi thanh toán tiền nợ quân hưởng, thì người dân Thượng Hải sẽ bị ép buộc mua trái phiếu để trả nợ. Lẽ nào cô chỉ là sát thủ, không biết dùng não để suy nghĩ sao? Cô không biết hại chết bao nhiêu người hả? Vậy sao? Chu Đình Sâm, e là một người như tôi chỉ biết có đánh đấm và giết chóc, hiểu rõ hơn anh đó. Cô dùng kế khích tướng cũng vô dụng thôi. Chu Đình Sâm, với anh tôi vẫn luôn tỏ ra thật lòng. Anh có từng nghĩ tới chỗ tiền đó nếu như cấp cho quân lính dùng hết rồi thì sao? Thậm chí bái có thể dùng sưu cao thuế nặng không? Sau này tôi không nghĩ sai như vậy đâu. Tôi chỉ biết là cô phải giao tờ chi phiếu 1 triệu ra ngay. Anh không nỡ giết tôi đâu. Nếu như anh muốn giết tôi thì lúc nãy ở dưới nước anh đã ra tay rồi. Vì tôi chưa có 1 triệu mà thôi. Cho dù anh có được 1 triệu, anh cũng không nỡ giết tôi. Sao cô lại nói vậy chứ? Bởi vì đôi mắt của anh giống như sao trời đêm đông, bề ngoài lạnh lùng nhưng mà bên trong ấm áp. Bởi vì tôi biết rõ anh là người đàn ông không ra tay với phụ nữ. Vậy thì cô lầm rồi. Tôi không hề xem cô là phụ nữ, mà tôi chỉ xem cô là tên sát thủ tôi phải đối đầu mà thôi. Nếu như anh đã nghĩ như vậy, tôi chết cũng không oán. Làm sao vậy hả? Sắc mặt nhợt nhạt quá, có phải là lên cơn nghiện rồi không? Uống vào cũng vô ích, loại thuốc này chỉ là tạm thời giảm cơn đau. Uống vào cơn nghiện của anh chỉ càng nặng thêm thôi. Không cần cô quan tâm, cô mau đưa 1 triệu ra đây. Nếu không đưa ra
Tôi nhất định sẽ giết cô. Chu Đình Sâm, anh đã ra nông nỗi này rồi, còn đủ sức giết tôi sao? Thư, tôi sẽ cầm đi. Tiền, anh tự đi mà tìm. Bây giờ anh qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn phải bảo trọng. Quay lại đây. Sao anh đắc tội với người Nhật chứ? Họ như hồn ma không dứt, đuổi tới đây rồi kìa. Đứng im. Cô chính là sát thủ đã ám sát Thẩm Chi Bái sao? Sao hả? Muốn bắt tôi lấy tiền thưởng sao? Tiền thưởng là cái gì? Tôi muốn khoản tiền kết sù cô đang giữ kia kìa. Tôi vừa mới vượt ngục xong mà. Nếu như trong người có nhiều tiền như vậy, sớm bị Thẩm Chi Bái lấy rồi. Sao có thể tới phiên anh lấy chứ? Đừng có nhiều lời, mau giao tiền ra đi. Đôi bên cùng có lợi. Nếu không, tôi cho đàn em lục soát người cô từng chỗ một đó. Số tiền đó bị Chu Đình Sâm cướp mất rồi. Anh ta đã cao chạy xa bay. Chu Đình Sâm không thể để cô lại mà bỏ chạy một mình đâu. Nói, anh ta ở đâu? Anh ta chạy thật rồi. Chạy về hướng bên đó. Nếu cô nói láo là không yên với tôi đâu. Lời tôi nói chính là sự thật, tin hay không thì tùy. Mẫn Như, cô mà dám nói láo tôi, cô có tin tôi trạch mặt cô hay không? Dừng tay. Chú Đình Sâm, anh chạy đi, mặc kệ tôi. Thả cô ấy ra. Chú Đình Sâm. Đình Sâm, sao anh hồi sức nhanh quá vậy? Có phải anh uống gấp đôi lượng thuốc? Làm như vậy rất hại cho cơ thể. Tốt nhất cô nên lo cho bản thân của mình đi. Tôi đã tìm thấy một điều đó rồi, cô không lừa tôi được nữa đâu. Tôi không hề có một triệu. Đừng phí thời gian nữa. Trong này không có thứ anh tìm. Anh có xé hết đống thư này cũng vô ích thôi. Không có đâu. Không có tờ chi phiếu,
nhưng con Tem thì có đó. Vừa nãy cô đã ngậm định mình sẽ chết, nên mới đem những con Tem này tìm cho nó lối thoát an toàn. Nếu như đây chỉ là những lá thư của nhà cô thì chỉ cần đốt chúng đi là được. Nhưng mà cô lại không làm như vậy. Cô đã nhét chúng vào người của tôi. Nó chứng minh đây không phải là thư nhà thông thường, mà chính là 1 triệu. Cho dù tôi cầm đi thì đồng chí của cô cũng giành lại từ chỗ của tôi. Đáng tiếc thật đó. Những con Tem này không đáng giá như vậy đâu. Tem thông thường thì không đáng giá, nhưng khi tôi rời khỏi Thượng Hải, đúng lúc lại xem được một bài báo. Một nhà sưu tầm Tem yêu nước từ tay một người Đức mua về một số con Tem đặc biệt quý hiếm. Nếu như mà tôi nhớ không nhầm thì đây là những con Tem đó. Những con Tem vô cùng quý giá, chắc là có giá trị 1 triệu. Không sai chứ? Chu Đình Sâm, khoản tiền này anh không được lấy đi. Anh giao chúng cho Thẩm Chi Bái cũng chỉ xoa dịu được 1 tháng quân hưởng. Nhưng mà sau này thì sao? Ông ta vẫn bốc lột bá tánh, vẫn sẽ gây ra nội chiến. Tôi không muốn nghe mấy lời mê hoặc lòng người. Số tiền này tôi buộc phải cầm về. Đứng yên đó. Nếu như anh đã một lòng vì Thẩm Chi Bái bán mạng, chúng tôi đành phải giết anh. Không, em muốn anh ấy sống. Tại sao chứ? Bởi vì anh ấy là người Trung Quốc có nhiệt huyết. Tướng quân, không sao chứ? Dục Quyển, cậu không sao chứ? Dục Quyển hả? Dục Quyển à, cậu không sao chứ? Cô gái, rốt cuộc cô là ai vậy? Thẩm tướng quân à, cô ấy là vị tiểu thư công ty kiến trúc Lê Thị, Lê Tuyết Mai, cũng là sinh viên học viện Thánh Soan. Chúng tôi là bạn học cùng nhau. Tôi tên là Đồng Dục Quyển. Không tin ngài có thể đến trường điều tra mà. Không sao chứ? Cô là Đồng Dục Quyển? Ừ. Con gái Đồng đại học sĩ Triệu Thanh Cũ. Đúng vậy. Tôi sẽ đến nhà tìm cô sau. Dục Quyển, anh ấy đến nhà cậu làm gì vậy? Tướng quân, đám thích khách vừa rồi có nguồn gốc rất khác nhau. Một số của Đặng Quy Thành, tư lệnh cũ trước đây. Một số là tàn dư của Triều Thanh. Thậm chí cả nữ sát thủ Mẫn Như tự nhận là báo thù cho cha. Theo tôi suy đoán, cũng là người của Tôn Trung Sơn. Tôn Trung Sơn, có chứng cứ xác thực không? Vẫn chưa có. Cô ta đã được huấn luyện nghiêm ngặt. Tôi cảm thấy báo thù riêng chỉ là cái cớ để ngụy tạo thôi. Cậu nói tôi nên đối phó làm sao với những tên đứng đằng sau chúng đây? Ý của ngài là? Tôi vốn nghĩ dốc sức phát triển công thương nghiệp của Thượng Hải, làm viên quan phụ mẫu tốt của đô thị 10 dặm này. Nhưng xem ra nước xa không cứu được lửa gần. Chỗ quân lương khất nợ quân đội bấy lâu mới là việc thật sự khẩn cấp với tôi. Chúng ta phải tìm một phú hào ở đây, bắt hắn tự hiến máu của mình. Sao tướng quân không tìm thương nhân nước ngoài? Bọn mại bản nước ngoài đã bá chiếm cơ hội làm ăn tốt nhất ở Thượng Hải, nên để cho chúng hiến máu đi. Bọn thương nhân nước ngoài không phải nhà từ thiện. Mỗi một cắt bọn chúng cho cậu đều đợi hồi trả gấp 10 lần. Bỏ đi, cậu không hiểu đâu, không nói chuyện này. Lần này cậu hạ bọn sát thủ lập công, tôi nên thưởng cho cậu sau đây? Tôi muốn nhà họ Đồng. Lý do? Cha tôi từng nói,
nhà họ Đồng có khả năng là hung thủ giết chết mẹ của tôi. Nhà họ Đồng, một trong ba qua thương ở bến Thượng Hải. Cũng được, tôi cho cậu đối phó với họ, tùy cậu xử lý. Trời ơi, không được không được. Trời ơi, sao mà mình vẽ hoài mà không vẽ được hào khí ngang tàng của anh ấy vậy chứ? Đúng là khó thiệt. Ê tiểu thư, tranh này vẽ ai vậy? Tố Hề nè. Ừ? Cô có biết người tên là Chu Đình Sam hay không? Chính là thủ hạ của Thẩm tướng quân Hắc Ưng. À, hình như từng nghe rồi. Nhưng mà anh ta là tên sát thủ bắn súng như thần đó. Trong 9 phát đạn có thể bắn hạ 15 bóng đèn. 9 phát đạn có thể bắn hạ 15 bóng đèn? Làm sao được? Sao tôi biết được? Trời ơi, tiểu thư hỏi chuyện này làm gì? 15 thì 15 thôi, không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Sớm biết như vậy đã không hỏi cô, lại là tin đồn nữa. Tôi đã từng mắt chứng kiến tài năng bắn súng của anh ấy rồi. À! Nhưng lại quá lạnh lùng. Người đàn ông như vậy đúng là đáng sợ. Trời ơi tiểu thư, anh ta có lạnh lùng hay không đâu có liên quan gì tới cô. Vợ anh ta mới nên lo chứ. Từ khi quay về từ Kim Ốc, cô liền vẽ không ngừng à. Việc nên lo thì lại không chịu lo. Cổng lớn phủ chúng ta đang bị phong tỏa. Cái gì? Cổng lớn đang bị phong tỏa? Ai phong tỏa? Lão già, phu nhân, tôi ngăn cản mà không nổi. Đây đúng là coi trời bằng vung mà. Vị tiên sinh đây, cậu tìm Đồng mộ có việc gì hay sao? Sao lại là cậu ta chứ? Lần này thì rắc rối lớn rồi. A Mã Ngạch Nương, Dục Nguyễn, tại sao lại là anh? Tại sao anh tới phép lịch sự tối thiểu cũng không hiểu? Ban ngày ban mặt đến nhà của tôi làm mưa làm gió. Là súng thần của Thẩm tướng quân thì tưởng hay lắm hay sao? Anh làm tôi thất vọng quá rồi. Đồng đại tiểu thư, trong đời mọi chuyện đều có nhân quả. Cô nói tôi ở nhà cô làm mưa làm gió, lẽ nào cô đã quên cũng từng có người làm mưa làm gió với tôi như vậy hay sao? Dục Quyền à, về phòng đi. Nè Dục Quyền, mau đi. Ngạch Nương, mau vào trong đi con. Vào trong đi. Vị tiên sinh đây, nếu nhà họ Đồng chúng tôi đã làm gì đắc tội với cậu, xin cậu nói rõ, chúng tôi sẽ dốc hết sức bù đắp. Tôi đến để giải quyết gì không? Nhà họ Đồng nợ quân lương trong 10 năm hết 15 vạn lượng. Hả? Hôm nay buộc phải trả hết một lần. Chuyện này à. Thi sinh à, mời cậu ngồi xuống. Đậu Phúc à, dâng trà lên. Mau lên. Dạ. Không cần đâu. Há miệng mắt quay. Hoặc là tôi đem 15 vạn đồng bạc trắng rời đi, hoặc là đưa khế ước nhà đất của nhà họ Đồng ra đây để thay thế. Cái gì mà nợ quân lương? Đây đều là cách dơ dét dọa dẫm của quân Việt thôi. Con số 15 vạn này lấy gì làm bằng chứng? Dựa vào một câu nói định giá hay sao? Anh cậy thế ức hiếp người thôi. Hả? Lúc nhà cô cậy thế ức hiếp người, lẽ nào cô đã quên sao? Một tờ ngân phiếu đổi lấy một ngón tay của người nghèo, cũng là do nhà cát cô tự đưa ra định giá đó.
À, tiên sinh à, tiên sinh, tiên sinh, có thể nào ra ngoài nói chuyện được không? Vị tiên sinh này, nhà tôi trước đây nếu có làm gì thất lễ với cậu, xin cậu lượng thứ. Món nợ của 10 năm trước, hai chữ thất lễ là coi như xong hay sao? À, là đồng mộ có mắt không trồng rồi. Năm đó cậu cứu con gái của tôi mà tôi lại hiểu lầm cậu. À, nhưng mà còn chuyện quân lương á, tôi xin khất lại. Nội trong một ngày tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được chứ. À, đây là khế ước nhà đất của đồng gia, tôi xin giao cho cậu. Xin hãy cho tôi thời gian 7 ngày để xoay sở, có được không? Tôi hỏi ông, tại sao lúc đó lấy quán báo ân, đánh chết mẹ tôi ngay trước cửa? À, lời này của cậu là sao đây? Năm đó tôi suýt chút nữa không kịp lên kinh nhận chức. Vừa tìm được con gái, chúng tôi lập tức lên đường. Nhật trình lên kinh năm đó, triều đình còn có bản ghi chép, điều tra sẽ rõ. Tôi tuyệt đối không nói láo. Tôi sẽ điều tra thôi. Vậy tôi cho ông thêm thời gian 7 ngày. Được. Trong vòng 7 ngày không giao ra quân lương, phủ đồng gia của các người sẽ không còn của đồng gia nữa. A Mã, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhà của chúng ta từ lúc nào lại cậy thế ức hiếp người? Trời ơi, cậu ta nói bậy thôi. Vì để dơ dét của cải, lời dọa giảm dối trá nào mà không nói ra được. Một tiểu thư chưa xuất giá như con, đừng có lo mấy chuyện tầm thường này. Về phòng đi, Tố Hề. Đi lão thôi. Già, hội trưởng thương hội Hoa Thương đến rồi. À, hội trưởng Đỗ. Đồng sao lại đến vậy? Nghe nói vị thẩm tướng quân mới nhậm chức, phái người đến quý phủ để đòi quân lương. Tôi cố ý đến đây, thật không ngờ dẫn đến chậm một bước rồi. Nào, mời huynh ngồi. Đồng Phúc à, dân trà. Dạ. Ở Thượng Hải, lịch sử các đời quân phiệt đều luôn cưỡng ép phân bổ quân lương. Người trong thương hội Hoa Thương vẫn thường về chuyện này kháng nghị biểu tình. Thật không ngờ tướng quân Thẩm Chi Bái lại dùng tới chiêu giết gà dọa khỉ. Một là gây khó khăn đồng gia, hai là vừa làm thương hội Hoa Thương khiếp sợ. Đỗ Mộ lần này đến đây đặc biệt vì đồng huynh đệ cứu nguy. Đây sao mà đồng mộ dám nhận chứ? Không có được đâu. Đồng huynh đệ, huynh là nhân vật nổi tiếng tiền triều, vừa đến Thượng Hải đã tham gia cùng Đỗ Mỗ, cùng nhau sáng lập thương hội Hoa Thương, còn được đề cử là phó hội trưởng. Hôm nay huynh bị quân phiệt bắt ép làm khó, về công về tư, về tình về lý, Đỗ Mỗ dâng nên kề vai tương trợ. Huynh hãy nhận giúp Đỗ Mỗ phần nghĩa tình tương trợ lẫn nhau này đi. Cái này huynh xem. Được rồi. Cái này Đỗ Bá Phụ. Đa tạ Đỗ Bá Phụ trượng nghĩa tương trợ. Tờ ngân phiếu này con xin thay A Mã nhận lấy vậy. Dục Nguyễn à, đợi nguy nan này qua đi, sẽ lấy cả vốn lẫn lãi trả cho Đỗ Bá Phụ liền. Sẽ tính theo lợi tức cùng kỳ của ngân hàng Hoa Kỳ, cộng thêm 3 phần nữa. Bá Phụ, người thấy hợp lý không? Vị này là cả đời của đồng mộ chỉ có cô con gái này thôi. Tên nó là Đồng Dục Quyển. Bị ngạch nương của nó chiều đến hư hỏng rồi. Dục Quyển, để trưởng bối nói chuyện. Lệnh ấy cởi mở phóng khoáng, nói năng rõ ràng. Thân là khuê tú danh gia mà lại hiểu sâu sắc về chuyện kinh doanh, thật là đáng quý. Đâu có. Đồng huynh à, lệnh ái đã định hôn phối chưa? À, vẫn chưa có ai hết. Thật là khéo trùng hợp. À, ý hội trưởng Đỗ là con trai dẫn đường vẫn chưa đến hôn. Chuyện này đợi cho nguy nan kia qua rồi chúng ta bàn tiếp nghe. À. Công ty chứng khoán Hoa Dương. Xin mời qua bên này. Nè. Dạ, được. Quay rồi, đây tôi đi. Sẽ làm hợp đồng vậy. Xin chào. Xin chào. Đây nè. Chào. Cái này dạ, tí vào chỗ này nha. Đúng rồi.
Không biết hôm nay lên hay xuống ta. Tôi xin mời đi bên này. Lên qua bên kia đi. Dạ mời qua bên này. Được rồi. Cứ như vậy đi. Đứng lại. Giảm phá cho kiếm cơ chứ. Không được chạy. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Tôi bà. Ôi trời. Cứu. Đứng lại. Còn chạy hả? Cứu con dơi. Còn chạy thì còn đánh. Đừng đánh tôi. Cho người chết. Đánh cho người cút về quê ăn vô muối luôn. Tôi đi. Tôi đâu có dành việc làm ăn đâu. Tôi chỉ tính toán sổ sách. Còn mấy gì khách hàng đó chỉ kiếm miếng cơm thôi đại ca hả? Không có cơm thì đói lắm đó. Kiếm miếng cơm ăn hả? Dạ. Chết đói thì đáng đời. Kiếm cơm nè. Đập nát bàn tính coi người tính sổ sách sao đây. Thật ra thì bàn tính với tôi mà nói chỉ để làm dáng thôi. Tôi tính nhẩm còn lợi hại hơn bàn tính nữa đó. Nếu tôi thật sự muốn dành chuyện làm ăn, tôi chỉ cần là dùng miệng là được. Nè, mấy cái trò tiểu xảo trên bàn tính đó tôi thấy chỉ là trò vặt mà thôi. Ngươi còn dám nhiều lời sao? Đánh chết ngươi. Đừng đánh tôi đại ca ơi. Không được ra tay. Đỗ thiếu gia, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Hắn ta làm sao? Hắn ta là người nhà họ Đỗ. Đúng rồi. Cổ phiếu. Thật là ngại quá. Đi thôi. Sau này anh cứ đi theo tôi. Thiếu gia, sao cô tin là tôi có thể tính nhẩm? Nếu như tôi lừa cậu thì sao? Thượng Hải nhiều kẻ lừa đảo lắm đó. Nếu như mà cậu bị lừa gạt, cha mẹ của cậu mắng cậu không vậy? Nếu như mà cậu bị gạt á, có phải sẽ rất thảm không? Stop. Thiếu gia, cậu dùng tiếng nước ngoài mắng tôi hả? Câu vừa rồi cậu nói có nghĩa là gì vậy? Nghĩa là cho anh dừng lại đó. Cuộc bãi công lớn ở Đức tiếp tục khiến cho đồng mark rớt giá. Giá cổ phiếu máy móc Trung Đức bây giờ là bao nhiêu? Máy móc Trung Đức. $11.27 là bán hay là mua vậy? Cho tôi hả? Một tách cà phê hả? Mua hay là bán vậy? Còn nữa, nhớ cho thêm quả phi nhân hạt đậu. Còn cho thêm vào bơ New Zealand chính gốc. Đừng quên cho thêm hương quế vào nha. Nhưng mà là mua. Mua đi. Danh Linh. Đúng rồi, đang tăng lên đó. Đúng rồi, lên xuống sao vậy ta? Tăng lên được chứ? Nhanh lên, mua tiếp đi. Vẫn chưa ngừng tăng. Mua đi ha, tôi làm lệnh cho nha. Lên rồi. Lên được kìa. Tăng được chưa? Tôi nói rồi mà. Lên rồi. 17.40 17.40 ba. Bán. Hả? Tôi lợi nhiều. Bán bao nhiêu? Bán hết. Bán hết hả? Trời. Từ từ đã. Thiếu gia, cậu thật quá can đảm. Không được đâu. Anh làm sao vậy? Vẫn còn đang tăng đó. Thiếu gia ơi, buổi tối ngày hôm qua tôi mơ thấy ác mộng đó. Tôi mơ thấy là ngậm cái biệt quả của anh lại đi. Không phải tôi nói rồi sao? Bán hết. Dạ Linh. Dạ đi. Đang thua đấy. Bây giờ mua đây. Ai mà mua đây? Không biết làm sao nữa. Thuốc lá Yên Thảo. Thiếu gia, thiếu gia. Máy móc đúng là hạ rồi. Dầu nước quảng cáo. Đội thiếu gia. Thánh cổ phiếu. Các cửa vừa được ta thì ta đâu phải là đủ dưỡng đường. Nè, cổ phiếu chúng ta kiếm được bao nhiêu? 99.404 đồng một hào. Tôi đây quả nhiên không có nhìn lầm người. Mấy tên lừa đảo ở Thượng Hải thật không ít. Nhưng mà loại người như anh, gan nhỏ lại nói nhiều, chắc không phải lừa đảo chứ. Đồng Phủ. Lão gia. Trời ơi, sao rồi hả? Chu Đình Sâm có trả lại khế ước nhà đất không? Cậu ta không trả lời. Nói trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi để tiểu thư nhà ta tận tay đến lấy. Nói bậy. Con gái của Diệp Hách Na Lạp Dung Kỳ ta sao có thể đến hang ổ bọn giặc cỏ nhưng được mà, đây là khế ước nhà đất đó. Tôi thà mất cái nhà này cũng không thể làm nhục gia môn. Phụ nhân. Lão gia. Vậy. Nào. Người hãy lén đi thư chuyện này với tiểu thơ. Đi mau đi. Dạ được. Đi. Uống. Được. Nào. Uống đi. Cạn nha. Trời ơi, uống hay quá. Đây. Rút rượu. Uống tiếp. Uống cạn nào. Nè, tiếp nha. Được rồi. Rút rượu đi. Rót nữa đi. Chu Đình Sâm tiên sinh. Tôi đến rồi. Cô đến chỗ này làm gì? Không phải anh kêu tôi đến đây hay sao? Tôi đã đến rồi. Đưa khế ước đây.
Tôi kêu cô đến nhà của tôi lấy khế ước, chứ đâu kêu cô đến đây. Ai thua vậy chứ? Bọn họ thua rồi. Ủa, thua rồi. Này 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 này. Được rồi. Hy vọng là anh hiểu được nhất ngôn cửu đỉnh là gì. Nghe nè, đồng đại tiểu thư, cô không ngại thì đổi cách khác, rót ly rượu cho Chu tiên sinh, có khi cậu ấy sẽ đưa khế ước cho cô. À, tiểu thư nhà tôi không biết rót rượu, để tôi. Tố Hề, trời ơi, không thể tự dẫm đạp bản thân mình như vậy, không được rót rượu. À, tiểu thư à, không có sao đâu, ở nhà tôi vẫn rót rượu cho lão gia mà. Tố Hề. Được, được, được. Tôi không thể cùng với con người này nói thêm câu nào nữa. Đi. Chờ đã. Tiện thể đem tờ ngân phiếu này đi luôn. Để cô ta nhặt. Nè, tiểu thư, uống tiếp đi. Rốt cuộc là anh muốn tôi phải làm sao đây? Nếu như tờ ngân phiếu này đối với cô rất quan trọng, vậy thì mời cô tự nhặt lấy đi. Tờ ngân phiếu này chỉ để thử lòng thôi. Ngươi đã nhận của bố thí, có thể cho ta thấy ngươi là người không có khí phách và ngươi chỉ biết ham cái lợi nhỏ mà thôi. Tờ ngân phiếu này chỉ để thử lòng. Cô đã chịu cúi xuống nhặt tờ ngân phiếu này lên, vậy thì chứng minh đồng gia các cô không có tôn nghiêm. Hôm nay cô dám bước ra khỏi cánh cửa đó, ngày mai sẽ không nhận được nhà của đồng gia. Chu Đình Sâm, rốt cuộc đồng gia tôi đắc tội gì với anh chứ, khiến cho anh không từ thủ đoạn vậy? Đồng gia các cô, ý được tổ tông lưu lại cho chút tiền thừa, mắt chó xem thường người khác, muốn lấy lại tôn nghiêm của mình sao? Được thôi, vậy cho tôi thấy bản lĩnh thật sự của cô đi. Trong vòng 3 ngày, chỉ cần cô thu hồi lại được tiền thuê nhà, 3 hộ thương nhân bến sông Phú Kinh Bang, tôi sẽ trả lại khế ước. 3 nhà đó vẫn nợ tiền thuê nhà, luôn khiến tôi phải đau đầu. Giờ tôi sẽ chuyển việc đau đầu này lại cho cô, hy vọng cô không làm tôi thất vọng. Được, một lời đã định, tôi sẽ khiến anh cầm khế ước, 2 tay dân trả lại cho tôi. Tìm hải sản cương xương. Có ai không? Mở cửa đi, chúng tôi đến để thu tiền nhà. Ôi, đừng làm như vậy, làm gì xuống đi, xuống đi. Trời ơi, tiền chúng tôi vốn không làm ăn được, muốn ép chúng tôi chết sao? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, để thẳng mà. Cảm ơn nhiều. Thẳng quá đi. Cửa hàng tập quá cường thủy. Đừng khóc nữa, đại thẩm. Bà cầm lấy, bao đơn mấy đi chữa bệnh đi. Tìm may liễu nè, mở cửa. Còn có đạo đức hay không vậy? Không trả tiền còn dở thói hung bạo nữa. Nếu hôm nay không trả tiền cho tôi, tôi sẽ ngồi liền trước cửa tiệm của cô luôn đó. Nợ tiền không trả cả nhà chết chắc. Nợ tiền không trả cả nhà chết chắc. Nào nào nào, đến đây mà xem. Tố Hề à,
đừng có làm như vậy nữa, không có hay đâu. Tiểu thư à, tôi cho cô biết, cái cửa tiệm may này kinh doanh có vẻ được lắm. Hôm nay cho dù như thế nào thì cũng phải bắt họ trả tiền. Mở cửa ra. Hôm nay tôi không có tâm trạng giao tiền nhà, tính tôi nóng nảy vậy đó. Sao hả? Tôi không nói đạo lý đó. Nhưng mà tôi nè, tiền nhà tôi lấy được rồi nè. Đây. Nhà A Quý, cô để lại 20 đồng. Tiền thuê là 12 đồng rưỡi. Nhà Bảo Căn thì cô để lại cho 30 đồng. Tiền thuê 15 đồng rưỡi. Chỉ có tiệm may nhỏ của Liễu Nhan không để lại tiền. Còn tiền thuê nhà vẫn chưa thu được đồng nào. Có đúng không? Làm sao anh biết được? Trong giàu có muốn giữ thể diện đều là chuyện tán gẫu. Trong nghèo hèn nói chuyện tôn nghiêm mới có bản lĩnh thật. Nhưng còn cô thì không có. Nhưng mà bọn họ... Đi theo tôi. Ê nè nè. Thật không ngờ đến thu tiền mà còn để lại tiền. Bảo nói đến là đến thật. Chỉ bằng dùng số tiền này sửa lại căn nhà, không thì tiết kiệm một chút tiền dưỡng già ha. Lão cáo già đúng là tinh ranh. Rót rượu cho cha đi. Rót rượu cho cha con đi. Nè, cầm lấy. Rót cho cha đi con. Ba ngày sau có thể tới lấy. Sao lại như vậy được? Bây giờ cô thấy rồi đó, quy luật ở đời là vậy. Vậy là tôi bị lừa rồi. Tôi phải đi tìm họ, đòi lại tiền mới được. Chết rồi, Bảo to như vậy hay sao? Không được, mấy người ở trong căn nhà cũ đó nguy hiểm lắm. Tôi phải đi cứu bọn họ ngay. Nè, cô không hận bọn họ đã lừa cô hay sao? Không có lo nhiều như vậy được, mạng người quan trọng hơn. Nè, mở cửa. Hả? Mở cửa. Trời ơi, mau mở cửa đi. Chết tiêu rồi. Nhanh, mở nhanh, cửa. Nhanh lên. Đừng có giả vờ nữa, mau ra đây đi. Tính mạng quan trọng hơn, chạy mau. Nè. Hả? Mau chạy đi, Bảo tới rồi kìa. Cô không lo chuyện nhà cô đi, lo việc nhà của tôi làm cái gì chứ? Nhà này nguy hiểm, đừng có nói nữa, mau chạy đi. Ở đây chỉ có tiệm mai Liễu Nhan mới đủ kiên cố, nhưng mà cô ta làm sao cho chúng tôi trú ẩn chứ? Được, tôi nói với cô ấy. Nè. Nhanh lên, mau nhanh chạy lên. Đi, ơi, chạy đi, mau. Chạy đi. Mau lên, mau lên. Ôi, mau lên. Cô Liễu Nhan à, mau mở cửa đi. Tôi biết là bề ngoài cô lạnh lùng như vậy, nhưng mà tấm lòng này ấm áp. Mau mở cửa đi, thưa bà Liễu Nhan. Giúp đỡ mọi người đi. Thưa bà Liễu Nhan à, mau mở cửa đi. Mọi người mau vào trong. Mau vào trong hết đi. Nhanh lên, mau vào trong. Chạy mau lên, chạy mau lên. Chạy nhanh lên. Để tôi giúp cô đi. Đi vô nấp đi. Cố lần nữa. Để tôi giúp cho. Được. Các cô vào trước đi. Nè. Được. Vào trong mau đi. Mọi người mau nấp hết đi. Mau nấp hết đi. Nguy hiểm lắm đó. Mau nấp đi. Ê. Nè, anh mau vào trong đi. Mau nguy vào hiểm trong lắm đi. Dạ, nhanh lên, nhanh lên. Ê, tiểu thư ơi, trời đã tạnh rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Quá.
Đồng tiểu thơ à, thiệt là ngại quá. Chúng tôi lập tức gom tiền giao tiền nhà cho cô. Đúng vậy. À, dạ, dạ. Cô đã ở hiền gặp lành. Lão già, mau đưa tiền cho cô ấy đi. Dạ. Họ Tố kia, tôi sẽ trả tiền thuê nhà trong mấy tháng tới. Cảm ơn. Đỡ mất công hai người chạy tới chạy lui. À, đây. À, thôi thôi thôi, mọi người giữ tiền lại đi. Mọi người nghe tôi nói mấy câu được không? Thực ra Trần Bảo lần này cho tôi mấy dự cảm có thể kinh doanh. Mỗi năm Thượng Hải vào thời điểm này đều sẽ có một trận bão lớn. Mọi người có thể lợi dụng những dịp này kinh doanh các vật dụng ứng phó lúc cấp bách, ví dụ như đồ thủy tinh để chắn gió, lương khô, đèn cây, ô dù, áo mưa, ủng vớ. Như vậy thì công việc làm ăn nhất định sẽ khá hơn nhiều. Tiền thuê nhà tháng này tôi đã bù vào giúp mọi người rồi. Hả? Đợi mọi người đều kiếm được tiền, tháng sau trả lại cho tôi. Rồi cộng thêm hai phần lợi tức nữa ha. Sao? Trời ơi, tốt quá, tốt quá. Tốt quá, tốt quá. Đi từ từ, cẩn thận đó. Mọi người cẩn thận nha. Cảm ơn nhiều. Cô đã thay cho cha mẹ bù đắp lại rất nhiều lỗi lầm rồi. Cha mẹ của tôi, bộ có ân oán gì với anh hay sao? Cô có còn nhớ chuyện xảy ra cách đây 10 năm hay không? 10 năm trước hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà năm đó tôi bị bệnh rất nặng. Sau khi sốt cao thì tôi không nhớ chuyện gì hết. Không nhớ chuyện gì nữa sao? Hơn nữa A Mã và Gạch Nương cũng không cho tôi biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Những chuyện lúc đó liên quan đến khế ước nhà của tôi hay sao? Chuyện xảy ra 10 năm trước, tốt nhất là cô hãy quên hết đi. Được rồi, bây giờ chúng ta cũng xong việc. Tạm biệt. Nè, 10 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Dù sao anh ấy cũng không phải người xấu. Tiểu thư, sao chúng ta lại tới chỗ này vậy? Thì bởi vì A Mã đã được thăng làm tướng quân tham chính. Đúng rồi, tôi biết mà. Nhà mình đang tổ chức tiệc rượu, tiểu thư không ở nhà tiếp khách cùng phu nhân, sao lại tới nơi tồi tệ này chứ? Bởi vì tôi thừa biết người có thể đề cử A Mã trước mặt của tướng quân chỉ có mình anh ấy. Ai vậy? Không lẽ là... Để đây. Đây. Có gì mà quên quan chứ. Không có tiền thì không có thể vô chơi được. Khốn kiếp, biết đại ca tôi là ai không vậy? Đúng đó, chọn cái anh này. Đại ca tôi là Hắc Ân bên cạnh Thẩm tướng quân đó. Dạ, mình thiếp yếu hả? Khốn kiếp, các người không phải là không muốn sống nữa không? Tôi nói với các người biết đi chưa? Đại ca hai cậu đến đây làm gì? Nghe nói anh quay về rồi, chúng tôi tới để thăm anh. Đúng đó, chúng tôi muốn vào mà họ chặn cửa không có cho vô. Cảm ơn anh. Sao cô lại tới đây? Tôi tới vì có chuyện muốn cảm ơn anh thôi. Chuyện gì? Tôi nghĩ người có thể đề cử A Mã tôi trước mặt của Thẩm tướng quân chắc chắn chỉ có mình anh. Tôi không có làm gì hết. Là Thẩm tướng quân muốn phục hưng nho học, vừa hay nhìn trúng A Mã của cô, vừa có thân phận và tài học. Thì nói chung vẫn phải cảm ơn anh. Sao cô nghĩ tới việc quay lại con phố này chứ? Bởi vì trực giác của tôi mách bảo con phố này có gì đó mà anh muốn tìm. Chắc không chỉ đơn giản là tiền thuế nhà của ba ngôi nhà kia đâu. Vậy cô có hứng thú đi điều tra cùng tôi hay không? Có. Tiểu thư à, trời đã tối rồi, đừng có đi với anh. Này, ấy tối hề, em về nói với A Mã và Gạch Nương hôm nay tôi sẽ về nhà muộn. Ủa, anh của Tuyết Mai.
Cô ở đây chờ, tôi đi xem sao. Ừ. Cậu là... Tôi là Lê Thiệu Phong, đại thiếu gia nhà họ Lê hả? Hả? Mùi không có giống, có mùi của ăn mày á. Đừng có giả vờ nữa. Phúc Căng, Phúc Căng, ông nhìn lầm người rồi. Tôi có quen người của Chu Minh Sương. Năm đó lúc Chu Minh Sương nuôi đám ăn xin như các cậu, tôi còn tận cho tiền cậu mà. Là ông? Ông chính là ở quý cho gia nặng lãi. Cái thằng ranh này, cậu may mắn thiệt đó. Lê Thiệu Phong thật sự đã chết, còn cậu thì lại được lợi thay thế danh nghĩa. Chúng ta không cần nói nhiều nữa. Hả? Cậu nhìn coi, bây giờ là người giàu, đeo vàng đeo bạc. Cậu coi ai quý tôi nè. Hả? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Có muốn bịt miệng của tôi lại hay không? Hả? Hả? Đại ca, ông tội gì phải ép tôi? Bây giờ cha con Chu Minh Sương đã thăng quan tiến chức rồi, sao ông không đi tìm bọn họ đi? Con trai của Chu Minh Sương cách đây cả chục năm bị tôi ép đến mức phải cắt đầu ngón tay. Cậu ta muốn tìm tôi trả thù còn không kịp kìa. Chẳng lẽ tôi tự đâm đầu vào chỗ chết? Ông trời đúng là con mắt quá. Để tôi tóm được cậu, tôi ghét nhất bị người khác đe dọa đó. Ông còn sợ tôi kể chuyện ông giết Chu đại nương hôm đó cho con trai bãi biết sao? Sợ cái con khỉ á. Chỉ có cậu sợ mà thôi. Mẹ tôi có phải dòng giết không? Nói, tôi điều tra ông lâu rồi. Các người đều hiểu lầm hết rồi hả? Đại ca, tôi là Phúc Căng đấy. Chính ông ta đã giết Chu đại nương, Thiệu Phong cũng bị ông ta giết, đều do ông ta giết đó. Đó là vì năm đó nhà cậu vay nợ lãi cao, tôi chỉ muốn hù dọa thôi mà. Nè, Đồng tiểu thư, Đồng tiểu thư, Đồng tiểu thư. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn nhớ dáng vẻ của đại ca. Không ngờ cuối cùng cũng được gặp lại. Phúc Căng, sao cậu lại làm đại thiếu gia nhà họ Lê? Năm đó đại nương muốn thả tôi và Tiểu Thiệu chạy, đúng lúc A Quý lại tới đòi nợ. Bọn chúng vây quanh đại nương đánh đấm, tôi và Tiểu Phong tách ra trốn. Sau đó tôi tìm được xác cậu ấy trong mưa. Tôi sắp chết đói rồi, tình cờ lúc đó lại gục trước cửa nhà họ Lê, và nhà họ Lê đã hiểu lầm tôi là Tiểu Phong. Đại ca, từ nhỏ tôi chưa từng được nhận tình thương của cha mẹ, tôi không nỡ rời sự ấm áp này. Anh sẽ không nghĩ là tôi tham tiền tham hư vinh chứ? Năm đó cậu đi theo cha tôi cũng chịu không ít đắng cay. Hôm nay cậu giúp tôi tìm được hung thủ giết hại mẹ của tôi, đại ca sẽ mãi giữ bí mật này cho cậu. Từ nay về sau, cậu chính là Lê Thụy Phong. Đại ca, cả đời này anh mãi mãi là đại ca tốt. Đại ca, liệu cô ấy có nói chuyện của tôi ra không? Sẽ không đâu. Đồng phủ. Hãy
trời ơi. Tiểu thư. Dục Quyển. Hả? Dục Quyển làm sao vậy? Rốt cuộc cậu làm gì con gái tôi? Hê cậu. Ôi trời ơi. Nè. Bên này. Nào đặt xuống. Trời ơi, nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Cô ấy chỉ sợ quá nên ngất xỉu thôi. Nghỉ ngơi một đêm sẽ không sao đâu. Chu Mẫu cáo từ. À, tôi hề nói cậu đưa con gái ta đi. Đồng lão gia, 15 vạn ông đưa tôi chuộc khế ước đồng gia, tôi sẽ phái người mang đến trả. Xin thứ lỗi. Trời tiểu ơi. Thư. Trời ơi, chuyện này, chuyện này, chuyện này không hay rồi. Hả? Sao chổi đến nhà chúng ta rồi đó. Ê, thiệt là. Đẹp thiệt đó. Cô ấy chịu lấy tôi thật sao? Chắc ông cũng biết Chu Đình Sâm con trai của ông là tâm phúc hàng đầu của Thẩm tướng quân. Chỉ cần cha con các ông chịu giúp tôi chuyện kinh doanh thuốc viện, tôi sẽ làm cho Thanh Bình chịu ngoan ngoãn làm vợ bé của ông. Thanh Bình là của tôi rồi. Hôm nay đúng là ngày tốt. Người đẹp được dâng tới tận cửa, người đẹp ôm trong lòng. Hả? Tiền tài cuồn cuộn tới. Nghe. Đợi chuyện kinh doanh thuốc viện của tôi phát triển, hai thằng nhãi các cậu sẽ bận rộn lắm đó. Để đâu Tiểu Bằng, hai cậu về trước đi. Đi. Thuốc phiện, thuốc phiện. Cha chỉ biết mỗi thuốc phiện. Năm đó chính vì cha hút thuốc phiện, đi dây nặng lại, mẹ mới bị A Quý đánh cho tới chết. Mẹ chết vì thuốc phiện của cha đó. Hả? Con tìm được hung thủ rồi à? Ông dẫn cha đi, cha con chúng ta cũng phải giết A Quý để trả thù cho mẹ của con. Hung thủ đã chết rồi. Hả? Chết rồi. Hả? Bà xã. Hả? Cuối cùng Đình Sâm cũng trả thù rồi. Bà đã nuôi được một đứa con trai hiếu thảo. Yên tâm đầu thai chuyển kiếp đi. Hả? Vợ hiền của tôi. Cha. Từ nay về sau, cha đừng bao giờ dính tới thuốc phiện nữa. Con dám lên lớp cha sao? Con lấy tiền trong nhà đi lấy lòng đồng gia. Những 15 vạn đó, cha không bán thuốc phiện thì làm sao kiếm được tiền, làm sao duy trì tình hình này? Có con ở đây, cha không cần phải làm gì hết. Nhưng mà con có thoát nổi hương vị này được không? Con vốn dĩ nghiện thuốc từ trong bụng mẹ rồi. Năm đó để trị thương cho con, cha đã cho con hít thuốc phiện. Con càng không thể rời xa thứ này. Muốn cai à? Đừng có mơ. Con trai à, trái tim con rung động không giấu nổi cha đâu. Con phải lòng đồng đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhưng mà con đã quên, con là một con nghiện. Một con nghiện không có xứng với cô ta đâu. Cô ấy
Học viện Thánh Doan. Dục Quyển. Xin chào thầy Banh. À, Dục Quyển à, bài tập lần này, bức tranh sơn dầu mà em nộp cho tôi rất đề cao tài năng của em, cho nên tôi muốn nói với em về tranh sơn dầu. Em cảm ơn thầy Banh. Thực ra không cần cái sáo với tôi đâu. Từ trước tới nay, tài năng của em tôi vẫn luôn luôn tán thưởng. À, Dục Quyển à, nhà chúng tôi tổ tiên ở Hổ Nam từng đổ thám qua, kể ra thì cũng là danh môn truyền đời. À, tôi phản đối hôn nhân cổ hủ phong kiến, bản thân muốn được tự do yêu đương. Em chào thầy Banh. À. Thầy Banh à, em và Dục Quyển còn có chút chuyện, thầy xem có thể nào cho tụi em. À, làm vậy à. Dục Quyển à, lát nữa tôi còn có giờ, tôi đi trước nha. Có thời gian thì nói chuyện ha. À, chuyện về hậu quả đó. Dạ. Nè, sao tự nhiên cậu bắt chước mình thở dài vậy? Nhà mình sắp chống đỡ không nổi, chắc là tháng sau mình phải nghỉ học rồi. Hả? Tuyết Mai, mình có thể nghĩ cách giúp cậu mà. Mình biết mà Dục Quyển, mình biết cậu muốn tốt cho mình, nhưng mà lần này không có giúp nổi đâu. Trên đời này có đến 8-9 phần chuyện không như ý. Nếu như chúng ta có thể làm những hạt mưa vô lo vô nghĩ, vậy thì tốt quá. Dục Quyển, như vậy không giống cậu lắm. Không giống mình hả? Đúng vậy. Mà không giống chỗ nào? Cậu đó, ngày trước đâu có biết than ngắn thở dài, ngay cả lúc nằm mơ cũng toàn điều hoành tráng, cơ bản không giống như một cô gái. Đó là bởi vì trước đây mình vẫn chưa có người trong mộng. Vậy ý của cậu là giờ cậu đã có người trong mộng sao? Không phải như vậy đâu mà. À, mình biết rồi nha. Thì ra chính là thầy Bành của chúng ta. Còn lâu mới phải đó. Né né tránh tránh, rụt rè dè dặt, đâu có khí thế ngang ngược đến mức động lòng người, và sự bí ẩn vô biên nữa chứ. Ngang ngược bí ẩn. Nghe, rốt cuộc là ai vậy? Nói mau. Nói mau. Trời ơi. Nói mau đi, có nói không? Cậu mau nói. Nè, đi. Mau nói. Thôi đi, đừng có chọc mình mà. Tiểu thư. Thôi à. Tiểu thư. Có người đưa dù cho cô. Chu. Nghe, bây giờ mình đã biết bí mật của cậu rồi. Thì ra chủ nhân của cây dù này là lý do cậu muốn quên mình biến thành hạt mưa nhỏ đây mà. À, còn có bánh ngọt Tây Dương, cái này là thủ hạ của Chu tiên sinh nhét vào tay tôi đó. Nè, còn không mau đi tìm người ngang ngược và bí ẩn của cậu đi. Đi đi. Đi thì đi, sợ ai chứ. Đi đi. Ê, đợi tôi với. Người đó. Lúc nãy vẫn còn ở đây mà. Tiểu thư, mưa càng lúc càng lớn rồi, chúng ta mau chóng lên xe đi. Đi thôi. À, mau lên. Đại ca, anh thích thì cứ theo đuổi đi. Anh là đại anh hùng đầu đội trời chân đập đất mà, có cô gái nào không theo đuổi được chứ. Đại đâu, nhớ đó, dù và bánh ngọt đều là do cậu tặng, không liên quan tới tôi. Dạ được, em hiểu rồi mà. Nhìn cô ấy, vừa thuần khiết lại tỏa sáng. Mình là mây đen,
đừng che lấp cô ấy. Tường Di, xuống nhìn thử xem họ phải sửa xe cho đến chừng nào. Thanh Bình, ngoan ngoãn lấy Chu Minh Sương đi, đó là số mạng của cô. Sao rồi? Một lát nữa xe mới sửa xong, hay là chúng ta qua tiệm cà phê bên kia đi. Thôi được. Dừng lại, dừng lại. Anh ơi, chào anh. Xe chào của cô. Tôi bị hư rồi, anh có thể xem giúp tôi được không? Tôi đang tôi được rồi. Mời, mời. Qua đi đi. Anh ơi, anh kiểm tra được không? Kiểm tra xong chưa vậy? Đã xong chưa vậy? Xe không có hư. Người đâu? Phu nhân, Thanh Bình biến mất rồi. Sao lại như vậy được? Có thể người trong chiếc xe đằng trước đã giở trò. Đi nhanh lên, đuổi theo. Vậy đi, vậy đi. Vậy đi. Không có ai đuổi theo hết, yên tâm đi. Tiểu thư Thanh Bình à, sao cô lại ở chỗ này vậy? Tôi... Kim phu nhân muốn tặng tôi cho Chu gia, để bà ta và Chu Minh Sương cùng buôn bán thuốc phiện. Buôn bán thuốc phiện hả? Bọn họ nhất định sẽ bắt tôi, không tha cho tôi. Anh nè, tôi có cách, tôi có cách rồi. Tiểu thư Thanh Bình, ở ngoài ô không xa, tôi mua một tiểu diện tên là Nguyễn Cư. Tôi gửi địa chỉ này cho cô, cô cầm lấy nha. Đây là chìa khóa. Vị tiểu thư này xin được biết tên. Tôi tên Đồng Dục Nguyễn. Chính là ở đây, men theo cái hẻm này rồi đi thẳng, sau đó đi theo bản đồ, nghe chưa? Mau lên, mau lên. Mau lên đi, để mau đi. Đi đi. Đồng tiểu thư. Đây là dù của Chu tiên sinh nhà các anh đưa tới. Cảm ơn anh ấy giúp tôi. Cũng nhờ có cây dù này nên tôi mới không bị dính mưa. Trả cho anh ấy nha. Cây dù này không phải cho cô đâu, là anh đại tẩu cho Tố Hề cô nương đó. Không phải đưa tôi sao? Tôi không cần, ai biết anh có bỏ thuốc chuột vào hay không chứ. Bánh ngọt này mắc lắm đó, dù tôi có bỏ thuốc hại cô á, cũng đó, không cho vào bánh này đâu. Anh tiểu thư, hai người các anh cứ đợi đó. Ê, Tố Hề cô nương, Tố Hề cô nương. Cô gái, đã đi được mấy vòng rồi? Bản đồ cô đưa tôi thực sự xem không hiểu. Tôi không biết chữ, cô chỉ đường cho tôi đi. Chút tiền này tuy không được nhiều, nhưng hy vọng có thể giúp cô. Đưa tôi đi tìm đại thiếu gia nhà họ Lê, anh ấy biết đường. Được. Thanh Bình, sao lại là cô? Sao cô lại tới đây? Tôi... Chắc là cô không vô duyên vô cớ tìm tôi chứ. Đừng khóc, có tôi rồi, sau này không ai dám bắt nạt cô nữa đâu.
anh hãy cứu tôi. Kim phu nhân muốn gả tôi cho chùa Minh Sương, cầu xin anh hãy đưa tôi đi. Được. Quyển cư. Thanh Bình, tôi bằng lòng bất chấp tất cả để giúp cô, vì chúng ta từng là tri âm. Cô đã từng nói bạn bè rượu thịt không bằng bạn bè tri kỷ, bạn bè tri kỷ không bằng bạn bè văn chương, bạn bè văn chương không bằng tri âm trong âm nhạc. Đẹp quá đi. Nơi này đẹp quá, tôi thích lắm. Thiệu Phong, anh ngửi xem, trong không khí có phải có mùi tự do hay không? Đỗ thiếu gia, cậu tới tìm tiểu thư Thanh Bình sao? Xin lỗi nha, cô ấy mất tích rồi. Thanh Bình đâu? Chẳng phải bà đồng ý với tôi rồi sao? Chờ tôi nửa tháng sau đó cô ấy. Xin lệ tôi chuẩn bị xong. Người đâu? Cô ấy đâu? Đỗ công tử, tôi cũng không biết Chu Đình Sâm đã nói gì với Thẩm tướng quân. Thẩm tướng quân nhất định muốn tôi phải đưa Thanh Bình đến nhà họ Chu đánh đàn. Chu Đình Sâm? Quá đáng hơn là cậu ấy không chỉ thỏa mãn tham vọng của bản thân, còn muốn đem Thanh Bình tặng cho cha mình là Chu Minh Sương. Tên Chu Minh Sương này vừa nhìn thấy Thanh Bình lập tức động tay động chân luôn. Cậu nói Thanh Bình nhà tôi là một thiếu nữ thanh thuần, từ trước đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, cô ấy làm sao chịu nổi chứ. Cho nên cô ấy liều chết chạy trốn mất rồi. Thật đáng ghét. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Thanh Bình đã mất tích 3 ngày nay rồi. 3 ngày rồi? Thật ra tôi còn lo lắng hơn cậu nữa. Cậu nghĩ xem, Thanh Bình trước giờ chưa bao giờ ra ngoài một mình, cũng chưa bao giờ gặp mặt người lạ. Lỡ như bị người khác lừa bắt nạt, tính sao đây? Chu Minh Sương còn sai lũ lưu manh du đảng côn đồ tìm cô ấy khắp mọi nơi. Tôi cảnh cáo bà, tuyệt đối không được để họ tên Chu tìm được cô ấy trước. Không đúng, bà nuôi cô ấy đã 10 năm, bà không thể không giữ lại con ác chủ bài. Ác chủ bài? Ác chủ bài gì chứ? Lễ vật tôi yêu cầu đâu? Nói cho tôi biết, đừng có vòng vo nữa. Chà, điều nói Đỗ công tử phóng túng không ràng buộc. Quá ra cậu còn là một thiên tài kinh doanh. Nếu làm ăn với cậu đừng mong chiếm được lời. Tường Di. Dạ. Chính là cái này. Thanh Bình vốn bị bệnh suyễn, mỗi lần đến mùa thì cô ấy lại phát bệnh. Chỉ có đan dược sâm nhung đen của hiệu thuốc Hồ Thị mới cứu được mạng của cô ấy. Thuốc này tôi không thể để cô ấy tự mang theo. Đỗ công tử, cậu là người thông minh, cậu biết nên làm sao rồi chứ. Xem ra cậu rất thật lòng đối với Thanh Bình này. Không ngờ đó. Tôi cho bà biết, đây chỉ là một phần bản thiết kế cải tạo đường Kinh Binh. Nếu không đưa bà thêm 2-3 tấm thì có nó cũng vô dụng. Đây là dự án mà Hoa Thương quyết tâm giành được. Còn nữa, làm phiền bà nói với tên người Nhật đó, dù sao đi nữa cũng không thể thâu tóm được toàn bộ giới thương nhân Trung Quốc ngay lập tức được đâu. Nhà thuốc Hồ Thị.
Nhà thuốc Hồ Thị. Cô sao vậy? Thiệu Phong, bệnh suyễn của tôi tái phát rồi. Tôi thấy khó thở. Vậy thuốc cô thường dùng đó, cô có mang theo không? Không, không có. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu. Đúng rồi, anh tới hiệu thuốc Hồ Thị, nói với họ đưa thuốc đang dược sâm nhung đen. Bọn họ đều biết hết. Được. Hiệu thuốc được, đó. Được. Tiểu thư, tôi mệt sắp chết rồi. Chúng ta chỉ cần đưa túi giải này cho Thanh Bình thôi, cô ấy sẽ ổn thôi, nhanh lên. Quay lại. Rốt cuộc mấy người là ai? Chúng tôi không biết các người. Các người. Đồng tiểu thư, Thanh Bình ở đâu? Thanh Bình? Thanh Bình là ai vậy? Chúng tôi làm sao mà biết cô ấy đang ở đâu? Không biết hả? Còn cứng đầu. Tôi sẽ cứu mấy được quỷ nhan sắc của cô. Rốt cuộc các người là ai vậy? A Mã tôi là tướng quân tham chính. Nếu như ông dám làm hại tôi thì sẽ bị bắt đó. Tham chính cái gì? Chỉ được vẽ bề ngoài. Thả tôi ra. Đừng làm hại tiểu thư nhà tôi. Tôi nói, tôi biết mà. Tôi biết Thanh Bình đang ở đâu. Đang ở Quyển Cư đó. Dẫn đường đi, mau. Tôi không thể bỏ tiểu thư ở lại được. Tôi dẫn đường cho ông nha. Nhanh, dẫn đi. Cô nhà đầu, chỉ dẽ mỗi đường trút với cây cầu. Cầu đâu? Cầu ở chỗ nào? Ê, ai ở bên đó? Đứng lại. Tôi là Lê Thiệu Phong, đại thiếu gia Lê gia. Các người không được vô lễ. Lão gia, người này đem hôm khi khoác giả ma và quỷ ở đây, tám phần có liên quan đến bà Hai. Lê Thiệu Phong gặp quỷ rồi. Cậu là Phúc Căn? Tôi không phải Phúc Căn. Tôi không phải Phúc Căn. Đánh cho tôi. Đánh nó đi. Cậu ta lượn lờ đây, chắc chắn có liên quan tới thằng này. Đánh cho tôi. Thiệu Phong. Thiệu Phong à. Thiệu Phong. Thiệu Phong. Thiệu Phong. Thiệu Phong, anh nhất định không được có chuyện. Quyển Cư. Chú ơi. Chú ơi, chú đưa tôi tới hiệu thuốc Hồ Thị có được không? Tối qua bạn tôi tới đó mua thuốc, tới bây giờ vẫn chưa thấy quay trở về. Nhị thiếu gia, hay là chúng ta quay về nhà đi. Còn nói nếu như tiểu thư Thanh Bình không đến đây mua thuốc thì sao? Nếu như Kim phu nhân lừa cậu thì sao? Nếu như tiểu thư Thanh Bình đột nhiên bệnh chết thì sao đây? Cái miệng quạ của anh đó, có tình tôi giết chết anh trước không? Vậy thì tôi sẽ nói giấc mơ đẹp nha. Nói gì giấc mơ đẹp ha? Tôi mơ thấy nhị thiếu gia thành thân rồi, sau đó từ từ dán dán khăn trùm đầu của cô dâu lên. Một cô dâu á thật là xinh đẹp. Như cô ấy nói, tôi không phải là Thanh Bình. Anh không tin là tôi đánh chết anh hả? Tôi cũng thể cùng đánh anh. Tôi cùng đánh anh. Đừng có đánh. Thiếu gia nhìn kìa, thì không thoải mái. Ông trời hiến lên rồi kìa. Đúng không? Ông trời hiến lên rồi kìa. Tiểu thư Thanh Bình, tiểu thư Thanh Bình tới rồi. Thanh Bình, cậu xem đi. Nè, Thanh Bình, cô làm sao vậy? Thanh Bình, cụ Phiếu, mau gọi bác sĩ đi. Đến tiểu viện bệnh tụ của tôi, mau đi. Dạ. Đi, nhanh lên. Nhanh lên.
đi. Nhanh lên, nhanh, quỳ xuống. Lão đại à, trước sau đều lục soát hết rồi, thay mình chạy rồi. Nói, cậu giấu Thanh Bình ở đâu? Tôi không có quen với Thanh Bình, tôi không biết gì hết. Muốn lừa tôi phải không? Thằng ranh thối tha. Mấy người các cậu, ngay trước mặt của Lê đại thiếu gia, phá tan cái chỗ này cho tôi. Đi, đi mau, đi. Dừng tay, đừng mà, phá hết. Đừng mà, nổi mày khỏi đi. Dậm chạy hả? Dừng tay, đứng lại, dừng tay lại. Dậm chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Chạy hả? Dám chạy này, chạy này. Dừng tay. Dù cuộc cậu và Thanh Bình có tình ý gì không? Hả? Tôi không quen với cô ấy, tôi không quen với cô. Dù cậu và Thanh Bình có quan hệ hay không thì ông cũng đánh cậu hiện nguyên hình, giết hết mọi chuyện của Phúc Căn ra đây. Nếu tôi phát hiện cậu nói dối, tôi sẽ dạch trần tên lừa gạt nhà cậu. Ký tên. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy. Đứng dậy đi. Qua đó. Qua đó. Ký đi. Ký xong tôi sẽ để cho cậu làm tiếp cái chức Lê đại thiếu gia. Mau ký tên đi. Được, tôi ký. Tôi ký. Người làm chứng. Đồng, thì ra Đồng Dục Quyển đã bán đứng Thanh Bình. Đưa hắn ta đi. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đi. Đi. Uyển Cư. Ê, cô không được đi tiểu thư. Nhất định là lũ lưu manh đã phá tan Uyển Cư. Lỡ chúng còn ở đó thì phải làm sao? Cô không được đi. Không được, cô đừng có cản tôi. Tôi nhất định phải đi. Trời, tiểu thư à. Tiểu thư, tôi vừa mới hỏi anh hàng xóm, anh ấy nói Thanh Bình đã ngồi xe ngựa của anh ấy đi rồi. Cô cứ yên tâm đi. Nhưng mà ước mơ của tôi đã bị phá hủy hết rồi. Tôi vốn dĩ dự định biến chỗ này thành một nơi lý tưởng dành cho riêng mình, giúp những người cùng chung chí hướng với tôi. Bây giờ đều bị phá hỏng hết rồi. Tiểu thư, cô vốn không nên có ước mơ này. Cô hãy ở nhà nghe lời lão gia chăm chỉ đọc sách, nghe lời phu nhân luyện đàn dương cầm, đợi gả vào một gia đình tốt sinh con đẻ cái, có được không? Tôi không muốn cuộc sống như vậy mà. Đồng Dục Quyển này sẽ không gửi gắm ước mơ vào đàn ông. Đỗ tiên sinh, vị tiểu thư này mắc bệnh suy nạn, hơn nữa còn đang sốt cao. Tình hình cô ấy có nghiêm trọng không? Tôi về bệnh viện để kê đơn thuốc. Trước hết phải dùng vật lý trị liệu để hạ sốt. Tôi đành phải cởi quần áo của cô ấy, phải cởi ra. Đại Dương, hả? Dừng tay. Cổ phiếu, hả? Anh mau đưa mấy đi đi. Đi theo tôi, đi theo tôi. Tiếng Anh là gì? Đúng rồi. Đỗ tiên sinh, cậu nói nhanh quá rồi. Tôi là bác sĩ, tuyệt đối không có ý đồ xấu với bệnh follow nhân. Me, follow me, đi đi. Tôi là bác đi, sĩ đó. Không ai được động vào người phụ đi nữ của tôi. Đi. Thank you.
Thanh Bình. Cô tỉnh rồi à? Nào, nè, ngồi dậy đi. Ngồi dậy đi. Sao vậy? Từ trước tới nay tôi chưa từng bị ai đánh hết. Nhưng mà hôm nay tôi không có trách cô. Chúng ta làm quen lại có được hay không? Tôi là Đỗ Duẩn Đường, 21 tuổi. Hiện giờ tôi vẫn còn độc thân. Tôi là người trúng xét ái tình với cô. Cho tới giờ tình cảm vẫn không thay đổi. Tôi chỉ biết là cô tên là Thanh Bình. Nói cho tôi biết rốt cuộc cô tên là gì, mang họ gì, ba mẹ ở đâu. Sao tôi vẫn luôn cảm thấy cô rất là buồn, còn rất trầm mặc. Nhưng mà tôi lại thích sự trầm mặc này. Hành động của cô không hề giống với các tiểu thư đại cát khác.